chào em. À, vâng. Em ơi cho anh phỏng vấn em một chút nhé. Dạ vâng ạ. Em tên là gì nhỉ? Em là Vân ạ. Vân, từ đâu nhỉ? Em đến từ thành phố Thái Nguyên ạ. Thành phố Thái Nguyên. Vâng. Anh có chút câu hỏi là em thấy địa điểm này là du lịch như thế nào? À vâng, thì cũng nói thật với anh là lần này là lần thứ hai bên em đã đến đây rồi. Lần trước thì bên em đã đến đây vào dịp lễ. Thì sau khi trải nghiệm một lần ở bên mình thì thấy dịch vụ của mình rất là tốt. Và lần này bên em quyết định quay trở lại lần thứ hai. Em thấy đây là địa điểm có đáng để mình du lịch ở đây không? Thực ra là bên địa điểm của mình rất là xứng đáng để cho mọi người có thể trải nghiệm. Bởi vì là thứ nhất là về cái phương tiện di chuyển thì nó rất là gần. Gia đình em di chuyển bằng xe ô tô thì có thể tới tận nơi luôn mà mình không cần phải đi bộ quá nhiều. Thứ hai nữa là dịch vụ ở đây thì rất là phù hợp, giá cả rất là phù hợp so với những cái các địa điểm du lịch khác. Và thứ ba nữa là phục vụ ở đây, nhân viên phục vụ thì rất là thân thiện, hòa đồng. Khi hôm trước thì bên em có đến đây và có một số vấn đề thì cũng nhờ các chị nhân viên ở đây đã hỗ trợ nhiệt tình. Sau đấy bên em đã có lều các thứ và em rất là cảm ơn vì điều đấy. Ok, xin cảm ơn em nhé. Vâng, cảm ơn chị ạ.